Hello boys and girls, welcome to our lesson today. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học qua truyền hình và đến với bài giảng của cô hôm nay. Bài học của chúng ta hôm nay là Unit 16, The Association of Southeast Asian Nations. Và phần bài học chúng ta học hôm nay là Language Focus. Trong phần Language Focus hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài học Grammar, ngữ pháp, Adverbial Clauses of Time, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Cụ thể, chúng ta sẽ học những nội dung sau đây. 1. Definition and usage, định nghĩa và cách dùng. 2. Conjunctions of time, các liên từ chỉ thời gian. 3. Position of adverbial clauses of time in a sentence, các vị trí của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong một câu. And 4. Sequence of tenses in adverbial clauses of time, sự phối hợp thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Cuối bài học, các em có thể nhận biết được đâu là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong một câu, cũng như vận dụng được kiến thức vừa học để có thể trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến thì và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mà các em thường gặp trong các đề ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học thôi. Các em nhìn vào bức tranh. Trong tranh là John và Anne. Họ đang nói chuyện với nhau. Các em chú ý xem họ nói gì với nhau. Anne, tell me. What? I want to know when Mary is free. I know the day when she's free. It's tomorrow. Really? When I see Mary tomorrow, I'll invite her to our party. Great. Như vậy các em biết họ nói gì với nhau rồi. Now study the sentences. Các em hãy cùng nhìn lại các câu nói đã xuất hiện trong đoạn hội thoại. 1. I want to know when Mary is free. 2. I know the day when she is free. 3. When I see Mary tomorrow, I'll invite her to our party. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của mệnh đề bắt đầu bằng when trong cả ba câu nói trên. Tuy nhiên, các em cần lưu ý trong mỗi câu thì mỗi mệnh đề này có một chức năng khác nhau. Chúng ta hãy nhìn vào câu thứ nhất. I want to know. Tôi muốn biết. Tôi muốn biết cái gì? When Mary is free. Tôi muốn biết khi nào Mary rảnh. Mệnh đề khi nào Mary rảnh có chức năng như một danh từ làm tăng ngữ trực tiếp cho động từ know. Chúng ta gọi đây là now clause, mệnh đề danh ngữ. Ở câu thứ hai, I know the day. Tôi muốn biết cái ngày. Cái ngày ra sao? Cái ngày như thế nào? When she is free. Cái ngày khi cô ấy rảnh. Cái ngày khi cô ấy rảnh. Khi cô ấy rảnh ở đây có chức năng như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ the day. Ta gọi đây là adjective clause, mệnh đề tính ngữ. Ở câu thứ ba, when I see Mary tomorrow, I'll invite her to our party. Khi tôi gặp Mary ngày mai, tôi sẽ mời cô ấy đến dự bữa tiệc của chúng ta. Ở đây mệnh đề when I see Mary tomorrow có chức năng như một trạng từ chỉ bổ nghĩa cho cả mệnh đề theo sau nó. Trạng từ này nói lên cái thời gian khi mà hành động trong mệnh đề chính xảy ra. Chúng ta gọi đây là adverbial clauses of time, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Như vậy qua sự phân tích của cô thì các em đã có thể nhận ra đâu là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và cách dùng của nó như thế nào. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất, definition and usage. Chúng ta có thể rút ra adverbial clauses of time are clauses that begin with conjunctions of time, function as adverbs in a sentence, and tell us about when something happens. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là những mệnh đề bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian, có chức năng như những trạng từ trong câu và cho chúng ta biết khi nào một điều gì đó xảy ra. Bây giờ các em cùng ôn tập lại các conjunctions of time. Conjunctions of time có nghĩa là liên từ chỉ thời gian. Trong ví dụ mà cô vừa phân tích thì chúng ta đã gặp conjunction when. Ngoài liên từ when thì các em còn biết những liên từ nào nữa? Ngoài liên từ when, chúng ta còn có các liên từ chỉ thời gian khác như whenever, while, as, until, till, as soon as, once, before, by the time, after, as long as, so long as, since. Bây giờ các em cùng nhìn vào hai ví dụ. Trong hai ví dụ này, phần chữ in màu vàng là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.
Qua hai ví dụ này, chúng ta có thể thấy được hai vị trí khác nhau của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Ở câu thứ nhất, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng trước main clause, và ở câu thứ hai, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đi theo sau main clause. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng an adverb clause of time can come before or after the main clause. Chúng ta cũng lưu ý thêm, khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng ở trước mệnh đề chính thì nó được tắt với mệnh đề chính bằng dấu phẩy, và khi nó theo sau mệnh đề chính thì dấu phẩy là không cần thiết. When it comes before the main clause, we usually separate it with a comma. Commas are not necessary when the adverb clause goes after the main clause. Chúng ta vừa tìm hiểu xong những điều cơ bản nhất về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Bây giờ các em hãy đến với bài tập 1 trong sách giáo khoa để có thể khắc sâu hơn những điều chúng ta vừa mới tìm hiểu. Exercise 1 on page 182. Complete the sentences using a suitable adverbial clause of time in the box. Hãy hoàn thành các câu sau sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong ô. Với bài tập như thế này thì các em có thể cần đến sự giúp đỡ của một cuốn từ điển để tra những từ khó. Sau khi hiểu được ngữ nghĩa của các mệnh đề, các em có thể điền các mệnh đề vào vị trí phù hợp. Trong bài tập này thì không có nhiều từ khó. Các em lưu ý từ imperialism. Imperialism là chủ nghĩa đế quốc. Bây giờ các em có một phút để đọc qua các câu trong ô. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. She will phone you as soon as she arrives in Ho Chi Minh City. Cô ấy sẽ điện cho bạn ngay sau khi cô ấy đến thành phố Hồ Chí Minh. Number two. After the war was over, we started rebuilding the country. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi bắt đầu xây dựng lại đất nước. Number three. They met a lot of people while they were on holiday. Họ gặp nhiều người trong lúc họ đang đi nghỉ. Number four. Before you leave, don't forget to turn off the lights. Trước khi bạn rời khỏi, đừng quên tắt đèn. Number five. I'll stay till you get back. Tôi sẽ ở lại cho tới khi bạn quay trở lại. Number six. We'll come to see you whenever we are in Hà Nội. Chúng tôi sẽ đến thăm bạn bất cứ khi nào chúng tôi đến Hà Nội. Number seven. There is a danger of war as long as imperialism exists. Còn có nguy cơ chiến tranh chừng nào chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại. Và câu cuối cùng, Tom sang a merry song as he walked away. Tom hát một bài hát vui vẻ lúc anh ấy bước đi. Chúng ta vừa làm xong bài tập số 1. Bây giờ cô muốn các em cùng nhìn lại các câu chúng ta đã làm. Các em lưu ý cách chia thì và sự phối hợp thì trong những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và mệnh đề chính. Chúng ta cùng nhìn vào câu thứ 7. Ở đây chúng ta thấy động từ is và exist đều chia ở thì hiện tại đơn. Câu số 2, 3 và 8. Động từ was, started, met, were, sang, walked đều được chia ở các thì quá khứ. Câu số 1, 5, 6. Trong mệnh đề chính, động từ được chia ở thì tương lai đơn, và trong mệnh đề thời gian thì động từ được chia ở thì hiện tại đơn. Ở câu số 4, trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, động từ leave chia ở thì hiện tại, và mệnh đề chính don't forget, động từ ở thể mệnh lệnh command. Như vậy chúng ta có thể rút ra main clause, mệnh đề chính là thì tương lai, và thể mệnh lệnh thì mệnh đề thời gian cũng là thì hiện tại. Sau khi chúng ta đã quan sát sự phối hợp thì, sự chia thì trong các câu ở bài tập 1, mời các em đến với một nội dung nữa của bài học hôm nay. Sequence of tenses in adverbial clauses of time. Sự phối hợp các thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Nhìn vào bảng, các em có thể nhìn thấy ba cột. Cột thứ nhất, main clause, mệnh đề chính. Cột thứ hai, conjunctions, các liên từ. Cột thứ ba, time clause, các thì hiện tại ở mệnh đề chính, present tenses, thì sẽ phối hợp được với các thì hiện tại trong time clause, trong mệnh đề thời gian. Các thì quá khứ,
trong mệnh đề chính sẽ phối hợp với các thể quá khứ trong mệnh đề thời gian và các thể tương lai cộng với thể mệnh lệnh trong mệnh đề chính thì không phối hợp với các thể tương lai mà phối hợp với các thể hiện tại. Cô nhắc lại một lần nữa về sự phối hợp thì trong mệnh đề chính và mệnh đề thời gian, các em ghi nhớ quy tắc hiện tại, quá khứ và tương lai thì phối hợp với các thể hiện tại. Bây giờ chúng ta cùng đi vào từng trường hợp cụ thể. Đầu tiên là sự phối hợp các thể ở hiện tại. Nhìn vào bảng, các em có thể thấy thì hiện tại đơn ở mệnh đề chính phối hợp với các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành ở mệnh đề thời gian. Các em lưu ý sự khác nhau khi sử dụng ba thì này. Thì hiện tại đơn thì thường được dùng để nói lên những hành động có tính chất thói quen, tập quán, lặp đi lặp lại hoặc một hành động ngắn. Thì hiện tại tiếp diễn thì diễn tả, nhấn mạnh tính liên tục của một hành động hoặc là mô tả một hành động dài. Thì hiện tại hoàn thành thì nhấn mạnh tính hoàn tất của một hành động. Chúng ta cùng đến với các câu bài tập bên dưới đây. Nhìn lướt qua ba câu bài tập, các em có thể thấy trong mệnh đề chính các động từ được chia ở thì hiện tại đơn. Và như vậy thì chúng ta biết rằng trong mệnh đề thời gian các động từ sẽ được chia ở các thì hiện tại. Câu thứ nhất, we always take our umbrellas with us whenever it rains, is raining, has rained. Chúng tôi luôn mang theo dù với chúng tôi mỗi khi trời mưa. Cứ mỗi khi trời mưa thì chúng tôi mang theo dù. Hành động mưa ở đây diễn tả tính thói quen, tập quán lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên chúng ta dùng thì hiện tại đơn là rains. Câu thứ hai, I usually read the newspaper while I wait. I'm waiting, have waited for the bus. Tôi thường đọc báo trong lúc tôi đợi xe buýt. Hành động đợi là hành động dài và nhấn mạnh tính liên tục. Hơn nữa các em lưu ý liên từ while, sau liên từ while thì chúng ta thường chia thì tiếp diễn. Do đó đáp án của chúng ta là I'm waiting. Câu số 3, he never goes home before he does, is doing, has done all his work. Anh ấy không bao giờ về nhà trước khi anh ấy làm tất cả công việc. Hành động làm tất cả công việc nhấn mạnh tính hoàn tất của công việc, cho nên chúng ta chọn thì hiện tại hoàn thành, đó là has done. Chúng ta tiếp tục đến với sự phối hợp các thì ở tương lai. Ở đây các em lưu ý. Lưu ý thứ nhất, future tenses, các thì tương lai, bao gồm tương lai tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai hoàn thành, sẽ phối hợp với present tenses, các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành trong mệnh đề thời gian. Nói cách khác, trong mệnh đề chính, các em dùng will, shall. Nhưng trong mệnh đề thời gian, chúng ta không được dùng will shall mà dùng các thì hiện tại để thay thế. Cũng sự phối hợp này chúng ta áp dụng với thể mệnh lệnh hoặc là cấu trúc với let's chúng ta hãy. Lưu ý thứ hai, các em lưu ý sự phối hợp thì với liên từ by the time và before. By the time vào lúc mà và before trước khi. Thì chúng ta có sự phối hợp thì là thì tương lai hoàn thành và hiện tại đơn. Bây giờ các em cùng nhìn các câu bài tập bên dưới. Câu thứ nhất, I will wait, will be waiting, will have waited for you when you come tomorrow. Tôi sẽ đợi bạn khi bạn đến ngày mai. Khi bạn đến, lúc đó tôi bắt đầu đợi, tôi đang đợi hay tôi đã đợi xong rồi? Đáp án đúng là tôi đang đợi. Hành động wait ở đây diễn tả một hành động dài và có tính liên tục. Chúng ta chọn will be waiting. Câu số 2, các em có thể nhận thấy dấu hiệu đó là by the time. Với by the time thì sau by the time đã có động từ arrive thì hiện tại đơn, thì bên mệnh đề còn lại chúng ta sẽ chọn tương lai hoàn thành. Và câu này chúng ta thấy là chúng tôi sẽ hoàn thành bài tập nhà vào lúc mà họ đến. Chúng ta chọn thì tương lai hoàn thành, will have finished. Chúng ta tiếp tục với sự phối hợp các thì trong quá khứ. Ở đây cô nêu ra các trường hợp thường gặp nhất. Các em chú ý đến liên từ after, before và by the time trước. Liên từ after, before, after là sau khi, before là trước khi và by the time là vào cái lúc mà. Ba liên từ này đặc biệt dùng để nối các mệnh đề có các hành động diễn ra theo mối quan hệ trước sau, theo thứ tự trước sau. Hành động xảy ra trước chúng ta sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành. Và hành động xảy ra sau, chúng ta dùng thì quá khứ đơn.
Ở dòng ngang đầu tiên các em thấy thì quá khứ hoàn thành, theo sau after thì ngược lại với before và by the time. Thì quá khứ hoàn thành đứng trước before và by the time trong mệnh đề chính. Với liên từ tiếp theo là since. Since là từ khi, đây là một liên từ khá quen thuộc, các em đã gặp rất nhiều trong khi học các bài tập ngữ pháp về thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Và thì hiện tại hoàn thành trong mệnh đề chính phối hợp với since và quá khứ đơn trong mệnh đề thời gian diễn tả một hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Các em cùng theo dõi các câu bài tập. Ở đây, câu thứ nhất. Các em thấy có từ after, mệnh đề chính đã chia động từ joined ở thì quá khứ đơn. Rất dễ dàng, chúng ta suy ra động từ sau after là quá khứ hoàn thành, had graduated. Câu số 2, có từ before và yesterday là dấu hiệu của thì quá khứ. Chúng ta sẽ phối hợp các thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn, had left và telephone. Câu số 3 cũng có dấu hiệu nhận biết là by the time và thì quá khứ đơn là came. Chúng ta dễ dàng chia động từ complete ở thì quá khứ hoàn thành là had completed. Và câu thứ 4 là since, từ khi. Từ since đi với quá khứ đơn và mệnh đề chính là hiện tại hoàn thành. Chúng ta có động từ được chia thành là got và have moved. Chúng ta tiếp tục đến với sự phối hợp thì quá khứ với các liên từ when, as, while và as soon as. Nhìn vào bảng, các em có thể thấy thì quá khứ đơn trong mệnh đề chính phối hợp với when, as và quá khứ đơn trong mệnh đề thời gian thì sẽ diễn tả, mô tả các hành động ngắn liên tiếp xảy ra. Quá khứ đơn trong mệnh đề chính phối hợp với when, as và quá khứ tiếp diễn thì sẽ diễn tả một hành động ngắn xuất hiện lúc hành động dài đang tiếp diễn. Và trường hợp thứ ba, quá khứ đơn trong mệnh đề chính phối hợp với quá khứ hoàn thành trong mệnh đề thời gian sẽ diễn tả một hành động xuất hiện sau khi một hành động khác đã hoàn thành. Tiếp theo là sự phối hợp thì với liên từ as soon as. As soon as là ngay sau khi, thường dùng để nối những hành động xảy ra liên tiếp nhau. Và đôi khi chúng ta có thể dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước nếu như đó là hành động kéo dài cả một quá trình. Và liên từ cuối cùng trong bảng này đó là while, trong khi. Sau trong khi chúng ta luôn chia thì quá khứ tiếp diễn. Và ở mệnh đề chính chúng ta có thể chia thì quá khứ đơn nếu đó là hành động ngắn. Nhưng ở trong bảng này thì quá khứ tiếp diễn phối hợp với while và quá khứ tiếp diễn thì sẽ mô tả hai hành động dài diễn ra song song với nhau. Các em cùng nhìn vào các câu bài tập. Câu thứ 6. I go out when the clock struck six. Tôi đi ra ngoài khi đồng hồ gõ 6 tiếng. Đây là hai hành động ngắn, two short activities. Cho nên chúng ta sẽ phối hợp thì quá khứ đơn với quá khứ đơn. Quá khứ đơn của câu là went. Câu số 7. I watch TV while my father was reading. Tôi xem TV trong lúc bố tôi đang đọc sách. Ở đây diễn tả hai hành động dài diễn ra song song với nhau. Cho nên chúng ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn cho động từ watch, was watching. Câu thứ 8. It rained hard when I got there. Trời mưa to lúc tôi đến đó. Hành động trời mưa là hành động dài và hành động lúc tôi đến đó là hành động ngắn. Cho nên chúng ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn cho động từ rain, it was raining. Câu số 9. The train left when I arrived at the station. I was 10 minutes late. Tàu chạy khi tôi đến nhà ga, tôi trễ 10 phút. Lúc tôi đến thì tàu đã chạy rồi, nhấn mạnh tính hoàn tất của hành động cho nên chúng ta chia thì quá khứ hoàn thành cho câu này là had left. Chúng ta vừa tìm hiểu xong sự phối hợp của các thì trong từng thời điểm cụ thể và bây giờ chúng ta đến với một vài lưu ý quan trọng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Lưu ý thứ nhất, các cặp từ no sooner than, hardly when, scarcely when có thể tạm dịch là vừa mới thì có thể được dùng để nối các hành động liên tiếp nhau. Các em cùng xem ví dụ. Example. I had no sooner got into the car than the rain came down in torrents. Tôi vừa mới vào xe ô tô thì cơn mưa ập xuống như thác lũ. Các em lưu ý thì được chia ở hai mệnh đề này. Trong mệnh đề có chứa no sooner, chúng ta dùng thì quá khứ hoàn thành và trong mệnh đề sau tan thì quá khứ đơn đã được sử dụng. Câu này có thể được viết lại như sau.
No sooner had I got into the car than the rain came down in torrents. Ở đây các em thấy no sooner được đặt ở đầu câu và trong câu xuất hiện sự đảo ngữ. Had I got, ta gọi là inversion, đảo ngữ. Cấu trúc đảo ngữ này thường được dùng trong các dạng bài tập biến đổi câu. Các em hãy ghi nhớ cấu trúc sau đây. Hardly, scarcely, cộng had, cộng chủ ngữ, cộng với quá khứ phân từ, cộng when, cộng chủ ngữ và cộng với động từ được chia ở thì quá khứ đơn. No sooner cũng chia với cấu trúc tương tự, nhưng chúng ta lưu ý là thay when bằng than. Chúng ta đến với lưu ý thứ hai. Cụm chủ ngữ cộng be trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có thể được lược bỏ đi khi chủ ngữ ở cả hai mệnh đề chỉ cùng một người và một vật. Chúng ta gọi đây là mệnh đề rút gọn. Các em cùng xem ví dụ. When my mother was a little girl, she was very shy and passive. Các em thấy có my mother và she là chủ ngữ trong cả hai mệnh đề đều chỉ cùng một người là mẹ của tôi. Có động từ to be trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng ta có thể viết lại như sau. When a little girl, my mother was very shy and passive. Các em cùng xem thêm một ví dụ nữa. We saw many beautiful birds while we were fishing in the lake. Câu này có thể được viết lại là We saw many beautiful birds while fishing in the lake. Ở đây chúng ta đã rút gọn chủ ngữ và động từ to be. We were. Chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong những nội dung liên quan đến mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Bây giờ, chúng ta cùng củng cố những kiến thức đã học bằng một bài kiểm tra nhỏ, mini test. Chúng ta cùng xem bốn câu hỏi đầu tiên. Question 1 to 4. Circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Bài tập yêu cầu các em chọn đáp án đúng cho câu đã cho. Chúng ta cùng nhìn vào câu thứ nhất. Let's go out before it raining. Chúng ta có 4 phương án. A, will be starting. B, starts. C, started. And D, will start. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy dấu hiệu. Thứ nhất, before. Before giới thiệu cho mệnh đề chỉ thời gian. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng loại hai phương án A and D. Bởi vì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì chúng ta không được dùng will. Dấu hiệu thứ hai đó là less. Less phối hợp với thì hiện tại đơn trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Cho nên chúng ta loại phương án C và đáp án của chúng ta là B. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Once the spread of coronavirus blank out of control, it will cause widespread devastation. We have 4 options. Chúng ta có 4 lựa chọn. A. Is. B. Was. C. Will be. And D. Is being. Dấu hiệu trong cái câu đề của chúng ta, thứ nhất là once, có nghĩa là khi mà, giới thiệu cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, và trong mệnh đề chính đã chia ở thì tương lai đơn. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng loại hai phương án, đó là B and C. Vì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, ở đây chúng ta không được chia thì tương lai, và phía sau là will cause, cho nên chúng ta sẽ phối hợp với thì hiện tại. Còn lại phương án A và phương án D, thì chúng ta tiếp tục loại phương án đi, bởi vì động từ to be thì chúng ta không thường chia tiếp diễn, trừ phi đó là câu bị động. Và đáp án của chúng ta ở đây là A. Câu thứ 3. When the WHO declared the coronavirus outbreak a pandemic, the disease caused by this virus blank to 114 countries around the world. Chúng ta có 4 phương án. A. Spread. B. Was spreading. C. Had been spreading. And D. Has spread. Chúng ta thấy có dấu hiệu when giới thiệu cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và động từ declare thì quá khứ đơn. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có thì quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại sẽ chia với các thì quá khứ. Do đó chúng ta loại phương án đi vì phương án đi là thì hiện tại hoàn thành. Với 3 phương án A thì quá khứ đơn, B thì quá khứ tiếp diễn và C quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì chúng ta cần phải hiểu ngữ nghĩa của câu này. Khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố sự bùng phát của virus corona là một đại dịch thì căn bệnh được gây ra bởi loại virus này
đã lây lan đến 114 quốc gia trên khắp thế giới. Hành động lây lan ở đây là đã hoàn tất, cho nên chúng ta chọn phương án C, has been spreading. Phương án C là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Nó có cách dùng tương tự như thì quá khứ hoàn thành, nhưng mà nhấn mạnh tính liên tục của hành động hơn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Nhìn vào câu hỏi số 4, chúng ta có thể thấy khoảng trống đòi hỏi một liên từ chỉ thời gian và các dấu hiệu về thì như sau. Mệnh đề thời gian thì quá khứ đơn, mệnh đề chính thì quá khứ hoàn thành. Với cái dấu hiệu này thì chúng ta loại phương án B và D. Vì phương án B, no sooner, và D, after, thì dùng chung với quá khứ hoàn thành, chứ không phải là quá khứ đơn. Còn lại until và by the time. Until diễn tả một hành động tiếp diễn, kéo dài từ một thời điểm đến một thời điểm khác. Còn by the time diễn tả một hành động hoàn tất vào một thời điểm nào đó. Chúng ta tìm hiểu về ngữ nghĩa thì thấy rằng lúc những người lính cứu hỏa đến giúp thì chúng tôi đã dập tắt lửa xong rồi. Với ý nghĩa này thì phương án C là phương án đúng. Chúng ta cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. Question 5 to 7. Circle the letter A, B, C or D to indicate the underlying part that needs correction in each of the following question. Câu hỏi này yêu cầu các em tìm phương án cần được sửa lỗi. Câu số 5. When we will see him tomorrow, we will remind him of that. Chúng ta dễ dàng nhận thấy phương án cần được sửa lỗi là phương án B. Tại vì, theo như chúng ta đã học, trong mệnh đề thời gian không được chia thì tương lai. Câu số 6. My mother was washing the dishes before my father was watching television. Ở đây chúng ta thấy hành động ở hai mệnh đề là thì quá khứ tiếp diễn. Như vậy, phương án cần được sửa lỗi là phương án C. Chúng ta phải sửa thành while. Câu số 7. Make sure not to touch your hands on your face before you washing them with warm water and soap. Chúng ta lưu ý mệnh đề thời gian before you washing. Đây không phải là một mệnh đề hoàn chỉnh vì nó thiếu một động từ được chia. Chúng ta phải sửa lại thành mệnh đề được chia là you wash, hoặc chúng ta có thể dùng động từ washing để thay thế cho mệnh đề. Đây là dạng rút gọn mệnh đề. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 8. Question 8. Circle the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following question. Câu hỏi 8 đòi hỏi các em tìm một câu gần nghĩa nhất với câu đã cho. Chúng ta cùng đọc câu đề. The last time I went swimming was when we were in Spain. Lần cuối cùng tôi đi bơi là khi chúng tôi ở Tây Ban Nha. Các em cùng để ý các dấu hiệu sau đây. The last time, went và was. Đây là những dấu hiệu rất quen thuộc trong bài tập về thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta cùng ôn lại một cấu trúc mà chúng ta đã từng gặp trước đây. The last time cộng chủ ngữ cộng thì quá khứ đơn cộng was cộng mốc thời gian thì sẽ tương đương với chủ ngữ cộng have, has, not cộng past participle cộng since cộng mốc thời gian. Và với cái cấu trúc này thì chúng ta có thể nhận diện ra được phương án B có cái cấu trúc tương đồng. Và chúng ta cùng tìm hiểu ngữ nghĩa của phương án B. Tôi không đi bơi từ khi tôi ở Tây Ban Nha. Do đó chúng ta chắc chắn phương án B là phương án đúng. Question 9 to 10. Circle the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following question. Câu hỏi này yêu cầu các em chọn câu nối đúng nhất của hai câu đã cho. Chúng ta cùng đọc câu hỏi số 9. Kate is going to finish the test. Then she'll come back home. Các em lưu ý các dấu hiệu về thì. Is going to finish and will come là hai thì dùng để mô tả các hành động trong tương lai. Do đó chúng ta loại được phương án B and D. Dấu hiệu tiếp theo là then. Then có nghĩa là sau đó, dùng để diễn tả hai hành động diễn ra theo thứ tự trước sau. Ở đây phương án A và C chúng ta đều thấy có liên từ after. Như vậy chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa. Câu đề đã cho Kay sắp hoàn thành bài test,
Sau đó cô ấy về nhà. Phương án A, Kay sẽ về nhà sau khi cô ấy hoàn thành bài test. Phương án C, Kay sẽ hoàn thành bài test sau khi cô ấy về nhà. Với ngữ nghĩa như vậy thì phương án đúng của chúng ta là A. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 10. Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting. Peter bảo chúng tôi về việc rời trường của anh ấy. Anh ấy làm điều đó lúc anh ấy đến cuộc họp. Ở đây chúng ta thấy có các dấu hiệu về thì quá khứ. Và cái cụm từ on his arrival tương đương nghĩa với when he arrived. Diễn tả hai hành động liên tiếp nhau. Anh ấy làm điều đó khi đến cuộc họp. Khi diễn tả hai hành động liên tiếp nhau thì chúng ta có các cấu trúc với hardly và no sooner đã gặp trong bài học ở phương án C và D. Chúng ta cùng xem phương án C. Peter vừa thông báo cho chúng tôi về việc rời trường của anh ấy thì anh ấy đến cuộc họp. Phương án D, Peter vừa đến cuộc họp thì thông báo cho chúng tôi biết về sự rời trường của anh ấy. Với ngữ nghĩa như vậy, chúng ta có thể chọn phương án đúng là phương án D. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài test. So it has been nice to work with you via the TV screen today. It's time we said goodbye. Cô thật vui đã làm việc với các em qua màn ảnh nhỏ ngày hôm nay và đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt rồi. Goodbye, see you again.